Văn Quyết đã trải qua một năm đầy thành công khi giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V-League, quả bóng vàng Việt Nam và đứng đầu danh sách 10 vận động viên tiêu biểu toàn quốc. Đây là những dấu mốc mới trong sự nghiệp 20 năm chơi bóng chuyên nghiệp của Văn Quyết. Chân sút được cho là rất vô duyên với các danh hiệu cá nhân. Dù không ai phủ nhận, anh là một trong những tài năng hiếm có của bóng đá Việt Nam. Rất là cảm ơn đến lãnh đạo cũng như là ban luyện, đặc biệt đến những anh em cầu thủ. Bóng đá là môn chơi tập thể, thì với cá nhân Quyết đạt được cái danh hiệu thì cũng là cái nỗ lực của toàn đội. Thì rất là muốn cảm ơn đến toàn thể đội bóng và mong rằng là sắp tới là đội bóng sẽ lại càng ngày càng phát triển. Còn để mình tự hào thì đây là một cái thành tích của một năm 2020, thì bản thân Quyết cũng rất là ghi nhận và cũng chỉ nghĩ là đấy cũng chỉ là một cái bước khởi đầu để mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Trong những ngày đầu năm mới 2021, dù V-League đang buộc phải tạm hoãn vì sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, Văn Quyết vẫn miệt mài tập luyện cùng các đồng đội ở câu lạc bộ Hà Nội. Việc duy trì thể lực, đảm bảo phong độ để sẵn sàng trở lại cuộc đua ở đấu trường trong nước đóng vai trò rất quan trọng với một cầu thủ. Ngoài ra, trọng trách với tấm băng thủ quân trên tay ở đội bóng thủ đô, Văn Quyết luôn phải nỗ lực hết mình trong tập luyện, thi đấu để các đồng đội và các cầu thủ trẻ noi theo. Đối với cầu thủ chuyên nghiệp, mình được huấn luyện viên tin tưởng, được anh em tin tưởng, đặc biệt hơn nữa là mình được ra sân thi đấu thì đấy là cái vinh dự và đặc biệt mà phải luôn coi đó là một cái trách nhiệm. Thì năm vừa rồi thì Quyết cũng đã thi đấu, cũng có những thời khắc cũng rất là bùng đổ, nhưng trên hết là cái tập thể Hà Nội đã đạt được cái thành tích để đưa cá nhân Quyết đạt được danh hiệu cầu thủ xuất sắc. Thì Quyết cũng chỉ mong rằng là mình luôn luôn có một cái sức khỏe tốt, cũng như mong rằng anh em phải có sức khỏe tốt. Với thể thao và đặc biệt với bóng đá thì phải có lực, phải có sức thì mình mới có thể đạt được những cái tham vọng và kỳ vọng của ban luyện cũng như để ban lãnh đạo đội đề ra. Trong năm 2020, thành công lớn nhất đối với Văn Quyết ngoài những danh hiệu cá nhân còn là việc được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam. Sự góp mặt của Văn Quyết không chỉ nhen nhóm lên hy vọng với chính cầu thủ này mà còn cả với những thay đổi và điều chỉnh về chiến thuật của nhà cầm quân người Hàn Quốc, với mong muốn làm mới đội tuyển Việt Nam đủ sức chinh phục những đỉnh cao mới, đem về niềm tự hào cho hàng chục triệu người hâm mộ nước nhà. Điều đầu tiên Quyết mong muốn nhất là đất nước sẽ không bị dịch bệnh và mong muốn rằng là giải đấu sẽ được tiếp tục diễn ra một cách an toàn nhất để khán giả được tới sân ủng hộ, đặc biệt là được thoải mái được nhất là cái tư tưởng. Mọi người đều biết là khi dịch bệnh năm vừa rồi 2020 đã phải hoãn, thì với cá nhân Quyết điều đầu tiên mong muốn là giải đấu sẽ được diễn ra một cách an toàn nhất để khán giả tới sân. Ở tuổi 30, sự nghiệp của Văn Quyết lại đang chuẩn bị bước vào một ngã rẽ mới. Hy vọng của Văn Quyết cũng chính là hy vọng của rất nhiều cầu thủ bóng đá Việt Nam trong một năm được dự báo sẽ có rất nhiều thách thức.